nè, em đó, em đó. Gì? Em bị đuổi ra khỏi trường rồi mà, còn trở về làm gì? Tôi trở về đây chơi nhạc. Chơi nhạc được sao? Yeah. Lúc trước tao nói với cha tao vậy nè, nhưng mà ổng không có chịu gỡ, ổng chửi tao. Con muốn làm giang hồ á mà cao, muốn hửi cái mùi máu đó dính lên trên cái lưỡi dao. Tao nghiện xem phim nào mà có đấm đá, tóc hào nam nghe nhạc tù đâm ra. Tao học cách sống như mấy ông chùm khét tiếng, như chân vàng nặng gỗ ngồi trong Innova. Giật mình với một cái tán thật mạnh vào mặt, cho tao kêu mày đi học bài đi. Tắt truyền hình lít đít vào trong phòng, mày phải dò bài tập để cho ngày mai thi. Nhà tao tới trường đâu cũng 8 cây số, lội bộ đi không có khi có quả cây đồ. Tấp đại ngang đường tao giao lưu đây đó, giả bộ tao hút thuốc của tự mình hay ho. Thời của tao đi học phải săn tay áo, tháo luôn khăn quàng cổ, tóc bắt tay cả 7 màu. Có khi mất dạy chửi luôn ông thầy giáo, ra chơi của mấy thằng học chung đi nhảy vào. Tao chán là do đầu tao học không vô, chọn cách nghỉ học và đi làm công khổ. Năm 20 tuổi đầu tao sạn ngu mô, xây dựng cách kiếm tiền dựa trên âm mưu đồ. Ê mày chán, tao học, chán lấy sách ra ngồi tao đọc. Số mày xuống không cần phải lo, vì ngay từ nhỏ đã được bao bọc nè. Ê mày chán, tao học, bởi không muốn hao tài hao lộc. Dân công tử mày chỉ biết chơi, còn tao quyết chí để được cao học. Ê mày chán, tao học, ê mày chán, tao học. Số mày xuống không cần phải lo, vì ngay từ nhỏ đã được bao bọc nè. Ê mày chán, tao học, ê mày chán, tao học. Dân công tử mày chỉ biết chơi, còn tao quyết chí để được cao học. Cái cặp về nhà vừa thấy bà già tao lụm ve chai. Tao phải học nhanh để thành tài, không muốn mẹ tao phải làm tay sai. Bà có chửi cũng không bàn cãi, áp lực lo những chuyện nay mai. Mày sao hiểu mấy cảnh ngược đãi, khi mà sung sướng bàn nhậu lai gai. Anh em tụi mày vẫn cứ chơi, còn tao việc học vẫn cứ bơi. Thằng chịu nắng gắt, thằng ngồi bóng mát, để coi sau này ai thảnh thơi. Ăn mặc sĩ diện mày bảnh ghê, mày đâu có thích cái cảnh quê. Đam mê nhà kế quên cả đường về, tỏ gõ nụ cười trong hả hê. Áp lực tao có trong việc học nhưng mà gan đeo. Tụi mày tụ tập đấm đá ở sau trường học xong bị án treo. Bạn bè tao khuyên tao nói thì mày phất lờ mấy lời đáng nghe, để rồi dính chấp tập tành hút chích thêm vụ chơi đồ xong rồi bán ke. Sáng thức chơi bài cào, tối tối thì bận đá banh. Ai ngờ thiếu gia ngày nào bây giờ đã làm đổ nợ quá nhanh. Còn tao vừa qua đại học hợp tác chi nhánh cùng Bách Hóa Xanh. Nhân quả nhãn tiền sau này gặp lại đừng hỏi dạo này sao thoát qua anh nha. Ê mày chán, tao học, chán lấy sách ra ngồi tao đọc. Số mày xuống không cần phải lo, vì ngay từ nhỏ đã được bao bọc nè. Ê mày chán, tao học, bởi không muốn hao tài hao lộc. Dân công tử mày chỉ biết chơi, còn tao quyết chí để được cao học. Ê mày chán, tao học, ê mày chán, tao học. Số mày xuống không cần phải lo, vì ngay từ nhỏ đã được bao bọc nè.